Mèo làm gì á kẹo? Mèo làm gì á? Mèo làm gì con? Chơi con. Mèo làm gì trong đó vậy? Nó chơi với cái gì vậy? Hết không? Ê, 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 đặt nó rồi. Đặt lên. Nó làm gì nó bơ trong đó nha. Nó thích quá hả? Nó là cái máu. Nó đâu phải cái máu đâu. Gì vậy? Nó vậy á. Nó làm gì với nó không gần vậy? Ừ. Nó rại nữa không? Rồi cho nó rại, rồi nhẹ nhẹ thôi. Đó. Ừ. Con mèo làm gì con ạ? Nó giận á. Giận gì vậy? Đó 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 đó. Nó chụp cái tay. Đó 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 đó. Mẹ có hay con mèo không? Ừ. Hay không? Hay không? Hay không? Rồi sao con dục vô đó rồi dơ thì sao con chơi? Mèo làm gì kìa? Gà cái bụng nó coi. Lại ngồi đấy đi. Sợ nó hả? Sợ nó hả? Sợ cái gì? Con mèo làm gì kìa? Đó. Ngồi xuống. Cái ghế kìa ngồi. Ghế sau lưng á, ghế đó, ghế màu đỏ đó. Đó, lại đây nè, này ngồi với con mèo nè. Đi xa ra một chút. Không dám gọi luôn hả? Không sao con. Sợ nè. Mèo làm gì vậy? Cái nằm trong đó nó đã luôn ha. Nè đi bây giờ kiếm cái ca. Cái gì vậy? Để con uống nước cam hả? Uống nước cam gì? Nước chanh hả? Nước gì vậy? Chơi trong đó đã rồi. Con chạy nha. Nó đâu có làm gì con đâu mà con chạy. Nó cột cái gì mà. Mèo. Đó xỉu 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 luôn. Mèo con làm gì vậy? Nó chơi gì vậy? Dạ con không quay con. Con có ngồi bên đó là quay. Ngồi đây nè. Ngồi đây sao quay? Ba 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 gì vậy? Nói gì vậy? Ba ba ba. Nói gì vậy?
con mèo nó làm gì nè, nó tận hưởng cuộc sống kìa, đó nè. Lại ba chút nha, ba lấy đi cơm cho mẹ. Meo 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 meo.